Tây. Dạ có. Alo, mấy cưng ơi, có nghe không? Có ai không? Dạ có nghe cô ơi. Không nghe cưng nói gì lắm. Rồi, ok. Mấy bé ơi, hôm nay là lớp của mình sẽ theo đúng lý luôn á nha, là mấy cưng đã được phát cái bài PowerPoint có cái tiếng giảng về bệnh lý tuyến cận giáp và bệnh lý tuyến yên. Thì hôm nay theo phân công của bộ môn thì chị sẽ giải đáp cho thắc mắc cho mấy cưng về hai cái bài này, bài bệnh lý tuyến yên và bệnh lý tuyến cận giáp. Cho nên trên tinh thần là mấy cưng phải đọc bài rồi, mấy cưng đọc cái chỗ nào mà không hiểu thì hôm nay mình sẽ hỏi. Ok, rồi bây giờ nếu như mà bé nào muốn hỏi mà ngại phát biểu thì cưng có thể type trong phần chat để chị trả lời thắc mắc ha. Được chưa? Sao nghe cũng không có thấy rõ, không có nghe rõ lắm. Alo. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mấy thương có thắc mắc gì thì mấy thương có thể hỏi trực tiếp, hoặc là nếu mà ngại ngần thì mấy thương cứ type vô cái phần chat ha. Hỏi gì vậy? Kỳ không hiểu gì hết. Rồi mấy bé ơi, mấy Hương có hỏi gì mấy Hương hỏi nhanh lên nè. Mấy có đọc bài trước không nữa. Khổ hết rồi.
Alo. Alo, à, đây là giờ giải đáp thắc mắc nha mấy đứa. Không lẽ không có ai đọc bài, không lẽ không có ai cho mấy Cương hỏi gì hết hả? Bài bệnh lý tuyến yên và bệnh lý tuyến cận giáp trong chương trình mà nói thật sự là hai cái bài khó nhất của chương nội tiết. Khó một chỗ là thứ nhất trên lâm sàng mấy Cương sẽ rất ít gặp. Tỷ lệ bệnh nó sẽ thấp hơn hẳn so với bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý đái tháo đường hoặc là bệnh lý suy thượng thận. Cho nên là khi mà mình ít gặp á, mấy Cương ít có cơ hội mà tiếp xúc rồi mình thiết lập chẩn đoán và nhận ra bệnh. Cái khó thứ hai là cái bệnh sinh của nó hoặc là cái sinh lý bệnh thật sự là rất là phức tạp ha. Đặc biệt trên bệnh lý tuyến yên thì nó sẽ liên quan đến nhiều cơ quan, ảnh hưởng đến nhiều hormone, có nhiều cái test động đó. Cho nên và cái khó thứ ba là thực sự trên lâm sàng những cái test mà để chẩn đoán hai cái bệnh này, một số test thì không có, do cái bệnh này nó ít gặp cho nên là rất nhiều bệnh viện, phòng xét nghiệm họ không có thuốc thử cho một số cái loại hormone. Cho nên khi mà mấy Cương mình học là một đằng, nhưng mà khi mà mình áp dụng trên lâm sàng thì nó lại khác ha. Mấy Cương có nhận được bài chưa?
Ok, có một cái câu hỏi. Bán manh hai bên là gì vậy? Ok, cái bán manh này mấy Hưng, cái bán manh này nếu như mà mấy Hưng nói cho kỹ ra thì mấy Hưng sẽ được học lại một lần nữa lúc mà ở học phần nội thần kinh và nhãn. Nhưng mà bán manh chỉ có thể giải thích đơn giản mấy Hưng hiểu là hiện tượng bán ha. Bán là phân nửa, là hiện tượng hai mắt của bệnh nhân á chỉ thấy một nửa thị trường ha, và tùy vô một nửa thị trường mấy Hưng hình dung là một cái thị trường của bệnh nhân là một cái hình tròn, mình nhìn ra là một cái hình tròn, thì tùy vào cái thì cái hình tròn nó sẽ chia hai phân nửa ha, thì tùy vô cái bệnh nhân bị bán manh kiểu gì, ví dụ như hai phân nửa trên của bệnh nhân sẽ không thấy, hoặc hai phân nửa ngoài bệnh nhân sẽ không thấy, hoặc là một phân nửa ngoài của bệnh nhân, hoặc một phân nửa trong của mắt này và phân nửa ngoài của mắt kia không nhìn thấy, thì nếu như mà cả hai thị trường bị khuyết, bị không nhìn thấy một nửa phía phải hoặc một nửa phía trái thì gọi là bán manh đồng danh ha. Còn nếu như mà hai thị trường đều khuyết nửa thái dương, khuyết cái nửa thị trường bên thái dương, tức là ở thị trường bên ngoài á, thì gọi là bán manh không đồng danh. Cho nên là cái bán manh hoặc là góc manh, có trường hợp là góc manh nữa. Góc manh tức là thay vì một cái thị trường của bệnh nhân mình chia là một cái hình tròn, mình chia thành hai phần thì mình sẽ chia thành bốn phần. Thì nếu bệnh nhân bị tổn thương góc manh thì sẽ là tổn thương 1/4 của thị trường, và tùy vô cái dây tổn thương nào thì sẽ bị mất một cái góc 1/4 ở trên, ở trong hay ở dưới, ở ngoài ha. Cho nên cái đó là về cái gọi thuật ngữ của bán manh. Cơn động kinh có ảnh hưởng đến sự tiết các hóc môn ở tuyến yên không? Cái câu hỏi này nó cũng hơi phức tạp nha cưng. Tại vì cái nguyên nhân gây động kinh có nhiều nguyên nhân. Và động kinh thì có thể chia ra hai cái nguyên nhân cơ bản là động kinh nguyên phát hoặc là động kinh thứ phát. Động kinh nếu mà nói về định nghĩa là một cái sự rối loạn phóng điện của vỏ não. Ha. Và nếu như gọi là nguyên phát, tức là cái cơn động kinh đó tổn thương xảy ra trên một cái vỏ não bình thường không hề tổn thương, chỉ rối loạn sự phóng điện, tức là cái cấu trúc của vỏ não bình thường. Còn cái thứ hai là xảy ra cái cơn động kinh xảy ra trên bệnh nhân là thứ phát, tức là sau một cái tổn thương cấu trúc não. Thì nếu như mà bệnh nhân bị nhồi máu tuyến yên, bệnh nhân có cái tuyến yên bị u, bị nhồi máu, bị thâm nhiễm, bị bất kỳ vấn đề gì, và do cái hiện tượng nhồi máu này mà nó tổn thương của tuyến yên này mà nó to lan tỏa, nó rộng lên trên vỏ não, hoặc nó tổn thương cái trung khu, thì khi mà bệnh nhân gây ra thì có thể ảnh hưởng đến cơn động kinh ha. Nhưng mà cái tức là cái cơn động kinh không gây ra ảnh hưởng đến tiết hóc môn, nhưng mà cái bệnh lý tuyến yên có thể gây ra động kinh. Cưng hiểu không Tuấn? Dạ em hiểu rồi cô. Trong cái điều trị nhồi máu tuyến yên thì cái phần nhồi máu là một cái cơn thiếu máu ha. Mấy Gương phải nói nhồi máu, ví dụ như khi mà mình nói nhồi máu não đi thì mình biết đây là một cái dạng đột quỵ do huyết khối, tức là nếu mà đột quỵ thì có thể là do nhồi máu, do tắc mạch máu não, hoặc là có thể do xuất huyết. Thì khi mà nhồi máu tức là bị thiếu máu, và khi một cái phần não bị nhồi máu, tức là một cái phần não bị thiếu máu, thì cái phần mà cái mạch máu bị tắc nó chi phối cho vùng não nào thì cái vùng não đó sẽ chết ha, coi như là gần như mình không thể cứu được cái phần não chết. Nhưng mà khi mà có một cái vùng não chết thì những cái vùng não, những cái mạch máu chi phối vùng não xung quanh, đầu tiên nó sẽ giãn mạch. Để chi? Nó giãn mạch để nó tăng nhu lượng máu đến cái vùng não xung quanh cái vùng nhồi máu, để nó cố gắng nó cô lập, nó không có cho cái vùng nhồi máu lan tỏa. Cho nên khi mà bệnh nhân bị đột quỵ ha, thường thì mình sẽ không có cứu kịp
cái phần cái mạch máu mà nó gây chết tế bào não, mà chúng ta sẽ cứu những cái vùng tranh tối tranh sáng xung quanh cái vùng nhồi máu. Thì một trong những cái trường hợp đó là mình có thể dùng hydrocortisone, tức là corticoid liều cao. Tại vì cái corticoid liều cao này nó không có giúp tăng tưới máu gì hết, nhưng mà khi mà bệnh nhân bị nhồi máu não nó có thể gây ra hiện tượng phù não. Và khi phù não nó sẽ làm chèn ép những cái mô não bình thường xung quanh, và nó sẽ làm rộng thêm cái vùng nhồi máu. Cho nên khi mà mình dùng corticoid liều cao hoặc hydrocortisone liều cao để mình chống cái sự phù não. Nhưng mà cái đó không phải là điều trị chính yếu. Nếu bệnh nhân bị nhồi máu não thì cái biện pháp tốt nhất là mình tái thông mạch máu. Mình tái thông mạch máu, mình cố gắng mình phá đi cái chỗ mà nhồi máu, phá đi cái chỗ mà cục máu đông tắc, để mình cung cấp máu cho cái vùng não đó, và nó sẽ làm giảm đi cái nó không, cái vùng nhồi máu nó không có lan tỏa. Chứ hydrocortisone không phải là cái điều trị chính yếu trong nhồi máu não. Cưng hiểu chưa Phúc? Nhồi máu tuyến yên gây ra. À, có một câu hỏi của em Trúc Ngân là cái nhồi máu tuyến yên gây ra bởi tụt huyết áp, nhưng phần trụy yên do nhồi máu lại có triệu chứng trước đó là tăng huyết áp. Cái này là đang nói về hai cái tình trạng khác nhau hả Cương ha? Nhồi máu tức là một cái tình trạng nhồi máu của tiếng Anh đó, là nó sẽ có cái chữ tiếng Anh là infarction. Nhưng mà cái nhồi máu tuyến yên nó cũng có thể nằm trong một cái nhóm gọi là ischemia, như cái cuối cái slide mà mấy thương thấy là cái các nguyên nhân gây suy tuyến yên trước. Các nguyên nhân gây suy tuyến yên trước trong đó có chính chữ y ngắn đúng không? Thì trong đó cái chữ y ngắn mà thuộc về cái nhồi máu hoặc là cái thiếu máu thì nó nằm trong chữ y ischemia hoặc là ischemic. Thì nếu như bệnh nhân mà nhồi máu tuyến yên gây ra tụt huyết áp, thường nó sẽ nằm trong cái bệnh cảnh của hội chứng Sheehan ha. Hội chứng Sheehan là cái hội chứng mà khi mà bệnh nhân có thai, bệnh nhân bị băng huyết, thì trên cái phụ, một cái thai phụ bình thường á, thì trong thai kỳ thì cái kích thước tuyến yên nó có thể tăng lên, đặc biệt trong cái vùng tuyến yên mà nó tăng tiết ra prolactin á, thì nó sẽ được cung cấp máu nhiều hơn bình thường để nó nuôi cho cái vùng nó nhiều hơn bình thường, để khi mà bệnh nhân sinh con ra thì cái vùng prolactin này nó sẽ kích thích để sản xuất sữa tiết ra cho con bú. Thì khi mà bệnh nhân này trong cái khi mà bệnh nhân chuyển dạ, bệnh nhân bị băng huyết, bệnh nhân bị xuất huyết rất là nhiều, thì khi đó huyết áp bệnh nhân thấp, và khi huyết áp thấp thì những cái cơ quan trọng yếu, những cái cơ quan mà cần nhiều máu nó sẽ thiếu máu nhất ha. Thì nó gây ra một tình trạng có thể gọi là đột quỵ yên, trụy yên, và sau đó là bệnh nhân sau đó cái vùng, những cái vùng lớn mà tiết ra prolactin thì sao không có, thì sẽ bị nhồi máu đầu tiên, rồi sau đó những cái vùng mà chi phối cho hormone FSH hoặc LH cũng sẽ bị thiếu máu. Cho nên là cái triệu chứng của hội chứng Sheehan là sau đó bệnh nhân sẽ không có sữa cho con bú, và sau cái thai kỳ đó bệnh nhân không có kinh trở lại. Còn cái triệu chứng cũng là một cái phần trụy yên khác, một cái nguyên nhân trụy yên khác, có thể nó nằm trong cái phần mà ischemia hoặc là ischemic luôn. Nghĩa là bệnh nhân này thay vì bị thiếu máu rất là nhiều, hệ thống thiếu máu luôn cho cả tuyến yên, thì bệnh nhân này lại bị cục huyết khối ha. Cục huyết khối này nó gây tắc những cái mạch máu nuôi cho tuyến yên, thì nó cũng gây ra triệu chứng thiếu máu tuyến yên, và nó gây ra triệu chứng trụy yên. Nhưng mà khi mà có cái cục huyết khối đó, thì cục huyết khối đó nó sẽ làm giảm máu nuôi đến tuyến yên. Thì khi mà có tình trạng giảm máu nuôi trong tuyến yên thì thường đầu tiên ấy, cái mạch máu sẽ được co thắt, nó co thắt để nó cố gắng nó đẩy máu qua cái cục máu đông để nó cố gắng cung cấp cho tuyến yên. Nhưng mà cuối cùng cái nỗ lực đó nó không thành, cuối cùng là sau đó bệnh nhân sẽ bị trụy yên. Cho nên cái nguyên nhân nói vẻ khó hiểu, nhưng mà hai cái đó nó đều gây ra cái tình trạng là thiếu máu tuyến yên.
Cưng hiểu chưa Ngân? Dạ, cảm ơn cô. Ok, tới phần tới câu hỏi tiếp theo. Ok. Về phần hội chứng xương đói đói xương sau mổ cắt tuyến cận giáp, sách ghi do xương bị lấy rất nhiều và nhanh canxi lẫn phosphat. À, là bài bản chất của cái tuyến cận giáp mình rất chú trọng vào học môn PTH. Ha, PTH là học môn chính mình rất quan tâm của tuyến cận giáp. Như vậy khi mà một bệnh nhân bị cắt tuyến cận giáp thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng gì? Cần bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng suy cận giáp. Và suy cận giáp thì sao? Suy cận giáp thì cái học môn PTH nó sẽ tiết ra rất là thấp, nó sẽ làm giảm canxi trong máu. Như vậy để giảm canxi trong máu thì theo cái cơ chế bù trừ cơ thể ha, thì cái phần cái tuyến cận giáp còn lại nó sẽ cố gắng tăng sinh, nó tăng tiết để nó tăng tiết càng nhiều cái PTH càng tốt. Như vậy nó sẽ lấy cái nó càng tăng cái sự tái hấp thu canxi ở thận nè, nó càng lấy tăng tái hấp thu canxi ở phần ruột và sẽ tăng hoạt động của cái hủy cốt bào. Cái hủy cốt bào là ở trong xương, cho nên hủy cốt bào càng hoạt động nhiều nó sẽ càng đưa canxi từ trong xương ra ngoài máu để cố gắng bù đắp cho sự giảm canxi trong máu. Cho nên như vậy nó sẽ canxi máu càng thấp thì xương canxi ở trong xương sẽ càng từ xương chạy ra ngoài máu. Cho nên nó gây ra tình trạng gọi là xương đói và đói xương sau khi mổ cận giáp. Hai đứa đi tỉnh học phải không? Đi là quán bài. Phúc đi học với anh Dũng hả? À, ok. Câu hỏi tiếp theo, tại sao nhồi máu tuyến yên phải xét nghiệm điện giải? À, nếu mà cưng nhớ kỹ lại á, thì cái thùy tuyến yên nó có hai thùy, thùy trước thùy sau, và thùy trước thì tiết ra 6 hormone, thùy sau thì 2 hormone. Thì trong những cái thùy này nè, nó có những cái thùy nó ảnh hưởng đến cái điện giải đồ, không phải điện ảnh hưởng trực tiếp mà nó ảnh hưởng gián tiếp, ví dụ như tuyến thượng thận đúng không, ACTH sẽ tiếp nó sẽ tác động tuyến thượng thận, tuyến thượng thận thì sẽ tác tác động lên vỡ thượng thận, vỡ thượng thận này sẽ tăng tiết hoặc là giảm tiết cortisol ha, cho nên cái đó nó cũng ảnh hưởng đến điện giải đồ. Ngoài ra ví dụ như bệnh nhân có tê sắt, ví dụ như tê sắt từ tuyến yên nó sẽ ảnh hưởng lên cái tuyến giáp của bệnh nhân, và tuyến giáp tùy vô tình trạng cường giáp suy giáp thì cái điện giải đồ cũng ảnh hưởng. Ví dụ như bệnh nhân bị giảm tiết GH đi chẳng hạn, GH cũng ảnh hưởng đến giải đồ, và ngoài ra GH cũng ảnh hưởng đến cái mức đường huyết trong cơ thể. Cho nên là khi mà bệnh nhân bị đột quỵ yên thì thật ra là ngoài cái chuyện mà mình xét nghiệm hết tất cả các học môn của tuyến yên, mình cũng phải xét nghiệm các học môn mà cơ quan đích mà học môn tiết yên tác dụng lên, đồng thời mình phải xét nghiệm toàn bộ các điện giải đồ cũng như glucose công thức máu để mình kịp thời mình bù chỉnh điện giải đồ cho phù hợp, chứ không phải là cứ nhồi máu tuyến yên là nó chỉ khu trú tuyến yên. Tại cứ thấy là cái cơ chế nổi tiếng ở đây là trục hạ đồi tuyến yên ha, cho nên từ hạ đồi xuống tuyến yên và từ tuyến yên nó sẽ xuống các cơ quan bên dưới, cho nên chứ nó không phải là chỉ ảnh hưởng mỗi đến mỗi cái học môn không. À, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Ngọc Trai là đúng rồi đó, tại vì như cưng thấy là cái thùy yên trước là cái thùy tuyến, còn cái thùy yên sau là thùy thần kinh, và những cái thùy thần kinh này á là do nó học môn nó không được tự tổng hợp tại tuyến yên mà nó được vận chuyển từ nơi khác đến, còn cái học môn của tuyến yên trước là tự tại tế bào của tuyến yên trước tổng hợp. Cho nên là thường khi mà mình sẽ chú ý đến bệnh lý của tuyến yên trước hơn là tuyến yên sau, và trong một số bệnh cảnh mà đặc biệt thì mình mới chú ý đến cái những cái hormone do dự trữ ở tuyến yên sau, và bệnh cảnh của tuyến yên sau thì nó cũng thường là nó
hiếm gặp hơn là bệnh cảnh của tuyến yên trước. Cho nên là mình sẽ uống cái cho nên mình sẽ chú ý đến những cái bệnh cảnh của tuyến yên trước hơn là tuyến yên sau. À, cortisone chống phù não bằng cách là giảm phù nề, kháng viêm, giảm tính thấm thành mạch. À, cái phần điều trị suy yên á, như chị có ghi trong bài á, thì suy yên là bệnh nhân suy yên trước là có 9 chữ y, tức là 9 cái nguyên nhân ha. Thì thường suy yên á, là thường ít khi nào suy một cái loại hormone lắm. Và tùy theo các nguyên nhân thì chị có ghi trong bài là sẽ có cái thứ tự giảm hormone theo cái câu thiệu mà chị ghi trong đó là cái câu thiệu đó là gì ta quên tiêu rồi. Cái câu thiệu đó là go look for the adenomatous. Để cho mấy cưng thấy là nếu như bệnh nhân bị si han, bệnh nhân bị đột quỵ yên, trụy yên hoặc bệnh nhân bị xâm nhiễm, xâm lấn thì thường là nó sẽ tổn thương nhiều vùng. Chứ nó không có tổn thương một cái vùng duy nhất ha. Còn về cái u thì khác. Cái u mà của tuyến yên nó tăng tiết học môn thì thường nó chỉ tăng tiết một loại học môn, trong trường hợp ít thì nó chỉ 1-2% nó mới tăng tiết từ hai loại học môn trở lên. Trong đó GH nó sẽ đi kèm với prolactin. Thì trong một cái số trường hợp á, nếu như bệnh nhân bị suy cả tuyến giáp, bệnh nhân bị tức là cái bệnh nhân u tuyến, cái trường hợp suy tuyến yên mà giảm tiết cả học môn của gì bạn? Alo. Alo, mấy Hương có nghe không? À. Thì nếu như bệnh nhân bị một cái nguyên nhân gì đó suy tuyến yên, có thể gặp trong bệnh cảnh si han, bệnh nhân bị suy đa tuyến, bệnh nhân bị suy tuyến yên giảm tiết ACTH, từ ACTH giảm tiết cortisone, bệnh nhân suy tuyến yên giảm tiết tế sắc, từ tế sắc nó giảm FT3, FT4. Thì khi mà mình điều trị á, thì mình sẽ ưu tiên điều trị cái học môn thượng thận trước, mình phải cho corticoid trước, rồi sau đó từ 1-2 ngày mình mới cho cái học môn giáp được. Tại vì trong cái tình bệnh cảnh này là bệnh nhân vừa suy cả giáp, vừa suy cả tuyến thượng thận. Và mấy Hương thấy là cái học môn giáp mình bổ sung vào cũng là một cái học môn nó gây kích thích. Cái học môn giáp này nó sẽ kích thích gần như hầu hết tất cả hoạt động trong cơ thể. Nó sẽ gây tăng co bóp cơ tim, tăng cung lượng tim, tăng huyết áp. Còn nếu như bệnh nhân đã suy rồi, mình chưa bù học môn tuyến thượng thận trước, bệnh nhân vừa suy giáp vừa tuyến thượng thận, mình cho học môn giáp vào trước thì cơ thể mình sẽ tăng chuyển hóa, và khi mà tăng chuyển hóa lại thúc đẩy cho một cái cơ địa đang suy thượng thận sẽ vào cái gọi là mất bù chuyển hóa cấp, tức là suy thượng thận cấp. Cho nên trên bệnh nhân vừa suy giáp vừa suy thượng thận thì mình sẽ ưu tiên bù học môn tuyến thượng thận 1-2 ngày để mình đảm bảo là cơ thể bệnh nhân nó không có thiếu học môn. Để cho bù corticoid cho đủ, để đảm bảo cơ thể mình không có thiếu học môn, rồi sau đó mình sẽ từ từ mình bù và muốn giáp vào. Như vậy sẽ không thúc đẩy cơ thể bệnh nhân vào một cái tình trạng là mất bù chuyển hóa cấp là do suy thượng thận cấp. Có hiểu không? À, còn cái câu hỏi tiếp theo là tại sao ứ sắc và giang mai lại gây suy yên? Thì cái này là nó nằm trong cái nhóm bệnh chính chữ y luôn á cưng. Cái nhóm giang mai nó sẽ nằm trong cái nhóm infection. Infection tức là cái sự
nhiễm giang mai nó có thể nhiễm thâm, ngoài cái chuyện mà biểu hiện ở cơ quan sinh dục, nó còn thâm nhiễm với nhiều cơ quan khác trong cơ thể ha. Nó sẽ gây nhiễm trùng và nó gây suy cái chức năng của tuyến yên. Ngoài ra cái ứ sắc nó sẽ nằm trong cái bệnh cảnh gọi là infiltrative, tức là nó cũng sẽ ứ động những cái mô sắc và nó sẽ làm giảm chức năng của tuyến yên. Và cái trường hợp mà ứ sắc hoặc là giang mai gây suy yên thì nó thuộc dạng cũng hiếm, chứ không phải là nó thường gặp ha. Thì ở trong đây nếu mà mấy cưng dò trên mạng cái nguyên nhân chính chữ Y đó, thì mỗi cái chữ Y nó sẽ đại diện cho một cái nhóm nguyên nhân, chứ không phải là nó đại diện cho một nguyên nhân ha. Trong cái bệnh lý tuyến yên đó thì trong cái nguyên cái nhóm nguyên nhân mà suy yên trước thì chị mong là mấy cưng phải nhớ đến cái hội chứng Sheehan. Hội chứng Sheehan chữ S H E E H A N ha. Và hội chứng Sheehan này là một cái hội chứng được chẩn đoán chủ yếu qua hỏi bệnh lâm sàng. Cho nên chính vì vậy mà khi mà mấy cưng đi khoa nội tiết, thường chị sẽ khuyên mấy cưng làm bệnh án nội tiết, bao giờ trên người nữ cũng phải ghi tiền căn sản phụ khoa. Hội chứng Sheehan là nó biểu hiện rất là chậm, rất là từ từ mấy cưng. Và theo người ta thống kê thấy á, hội chứng Sheehan sẽ bị chẩn đoán chậm từ 18 đến 30 năm lận ha. Tại vì cái triệu chứng nó không có rõ ràng, nó không mơ hồ, và thật sự rất nhiều những cái bệnh mình phải nghĩ đến mình mới chẩn đoán ra được. Ví dụ cách đây khoảng vài năm chỉ có một cái bệnh nhân bị Sheehan, nhưng mà bệnh nhân này á là ở dưới quê, do họ ở dưới quê á, cho nên là sau khi mà sanh rồi cũng băng huyết, rồi sau khi sanh xong băng huyết xong rồi được cứu sống. Đó, năm đó là bệnh nhân 39 tuổi, thì sau khi mà sanh băng huyết xong rồi được cứu sống xong thì bệnh nhân không có sữa cho con bú. Và sau khi mà cái đợt sinh đó thì bệnh nhân cũng không có kinh trở lại luôn ha. Cho nên bệnh nhân mãn kinh năm 39 tuổi, sau khi cái đợt sinh con út là bệnh nhân không còn kinh luôn. Thì thường những cái bệnh nhân mà ở dưới quê thì họ không có lấy cái chuyện đó làm quan trọng, họ cũng không đi khám làm gì, không có sữa thì cho con uống sữa ngoài, cháo ăn xích gì đó. Rồi sau đó là từ từ nó biểu hiện lên. Thì mấy cưng thấy cái, trong cái hội chứng Sheehan nó sẽ không giảm hormone theo cái thứ tự mà chị ghi go look for the adenoma please. Tại vì cái đó là cái những cái người ta thống kê thấy để cho mình dễ nhớ là thứ tự giảm hormone của tuyến yên. Nhưng mà nó thật sự nó không phải trong trong tất cả trường hợp, và Sheehan là một cái điển hình. Tại mấy cưng thấy đầu tiên Sheehan nó sẽ thiếu prolactin. Rồi sau đó lại giảm FSH LH. Chứ không phải là cái prolactin là thiếu cuối cùng ha. Rồi bệnh nhân đó thì từ từ bắt đầu biểu hiện triệu chứng của suy thượng thận. Bắt đầu bệnh nhân mệt, huyết áp thấp hay giảm natri máu. Thì khi mỗi lần mà bệnh nhân mệt, huyết áp thấp thì bệnh nhân lại vô bệnh viện ở dưới huyện, dưới tỉnh. Bệnh nhân được chẩn đoán là suy nhược cơ thể, rối loạn điện giải. Bệnh nhân vô thấy natri thấp, thì bệnh nhân được truyền mấy chai dịch. Bệnh nhân được cho vài viên thuốc bổ rồi xong về. Rồi sau đó bệnh nhân lại biểu hiện của cái hội suy giáp, thì bắt đầu là nhịp tim của bệnh nhân thì chậm, bệnh nhân lại thấy mệt, thiếu máu. Thì mỗi lần vài tháng vậy thì thấy mệt quá thì vô bệnh viện, thì lại được chẩn đoán là suy nhược cơ thể, thiếu máu, hoặc là chẩn suy nhược cơ thể, rối loạn tiêu hóa chẳng hạn. Bệnh nhân cứ như vậy mà được suy sụp năm, thì chẩn đoán bệnh nhân là năm bệnh nhân 62 tuổi.
Thì do bệnh nhân từ dưới quê lên thăm con, lên thăm con thì lúc đó bệnh nhân lại đi mệt. Mệt thì bệnh nhân mới được nhập viện vào 115, lúc đó chị học nội trú 115. Thì nhập vô thì người ta ở ngoài cấp cứu người ta phát hiện là bệnh nhân này nhịp tim chậm. Thì ở trên bệnh viện của mình, những cái bệnh viện ở trên thành phố mình có một cái phản xạ là cứ bệnh nhân nhịp tim như quá nhanh hoặc quá chậm, đầu tay người ta sẽ xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Nè, thì xét nghiệm chức năng tuyến giáp ra thì bà này bị suy giáp. Suy giáp xong mới mời bên nội tiết ra khám. Thì ra khám bà này thì thấy rõ là cái dấu của suy giáp. Nhưng mà suy giáp thì nhìn bà thì thấy bà phản ứng cũng chậm, tóc rụng lộ cả da đầu luôn, rụng từng mảng lộ cả da đầu. Nhưng mà lại thấy bà này gầy gầy, xanh xanh, mét mét, huyết áp thấp, da niêm khô, nhìn có vẻ như có suy thượng thận nữa. Rồi sau đó mới hỏi kỹ tình trạng dùng thuốc, có uống corticoid, thuốc tào, thuốc tây, thuốc hoàn tán, linh đơn này nọ kia hay không thì bệnh nhân không có. Rồi sau đó mới hỏi về tiền căn sản phụ khoa thì lại bệnh nhân có con út, xong bệnh nhân bị băng huyết, rồi sau đó bệnh nhân không có sữa cho con bú, rồi sau đó bệnh nhân không có kinh trở lại, rồi bệnh nhân mãn kinh từ năm 39 tuổi đến giờ luôn mà bệnh nhân thấy bình thường, bệnh nhân không đi khám. Rồi sau đó khám thì thấy lông vùng sinh dục này nọ kia là bệnh nhân mất hết. Ha, rồi bệnh nhân này huyết áp thấp, natri giảm, rồi thiếu máu. Rồi xét nghiệm ra thì bệnh nhân giảm toàn bộ hết tất cả những cái hormone của tiên trước. Như vậy bệnh nhân này đã mãn kinh rồi. Thì chỉ còn hai cái mình không có bù prolactin ha, rồi mình cũng không có bù những cái hormone sinh dục. Ví dụ như bệnh nhân bị hội chứng Sheehan trong cái độ tuổi còn hoạt động sinh dục tình dục á, thì mình sẽ cho bệnh nhân những cái hormone về nữ, nội tiết tố nữ để bệnh nhân tăng sức bền, tăng chất lượng cuộc sống, tăng độ dẻo dai. Còn nếu như hoặc là bệnh nhân có khả năng thụ thai, còn nếu như bệnh nhân đã hết kinh rồi thì bây giờ mình ưu tiên mình bù còn hai loại hormone của yên trước mình bù được thôi. Đó là hormone thượng thận và hormone giáp. Thì như chị nói mấy cưng, nếu như bệnh nhân đã suy thượng thận, mấy cưng đưa một cái thuốc vào mà cái thuốc này kích thích tăng chuyển hóa cơ thể. Tăng chuyển hóa cơ thể thì sẽ lại thúc đẩy bệnh nhân vô một cái tình trạng là mất bộ chuyển hóa cấp, tại vì bây giờ cái thượng thận của bệnh nhân nó quá yếu rồi, nó không đủ để gánh thêm một cái tình trạng là cần phải tăng chuyển hóa, thì bệnh nhân sẽ bị suy thượng thận cấp nữa. Cho nên trên bệnh nhân đó thì mình sẽ chú ý mình bù cái học môn thượng thận trước 1-2 ngày, thậm chí 3 ngày để cho bệnh nhân cải thiện triệu chứng. Và mấy con thấy mình bù cái học môn thượng thận thì triệu chứng bệnh nhân sẽ cải thiện nhanh hơn. Bệnh nhân lừ đừ giống như thiếu thuốc gì đó, mình cho uống vô thì bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe, ăn ngon, ngủ ngon hơn. Rồi sau đó sau 1-2 hoặc là 3 ngày sau đó mình bắt đầu mình cho bệnh nhân học môn giáp. Như vậy là có những cái bệnh cảnh mấy cưng phải nghĩ đến mới được. Còn nếu như trên một cái bệnh nhân đó không ai nghĩ đến bả bị suy yên, hoặc là không ai nghĩ đến cái chuyện mà hỏi về tiền căn sản phụ khoa của bệnh nhân, thì thật sự là cái bệnh này mãi mãi không bao giờ nó được tiết lộ. Và rõ ràng mấy cưng thấy là bệnh nhân bị năm 39 tuổi, năm 62 tuổi bệnh nhân mới được phát hiện. Cho nên một cái động tác đơn giản thôi, mấy cưng gặp bất kỳ bệnh nhân nữ nào trong khoa nội tiết, bệnh nhân có dấu suy thượng thận thì mình vẫn cứ hỏi cẩn thận tiền căn sản phụ khoa của bệnh nhân, hoặc thậm chí bất kỳ bệnh nhân nào mấy cưng vẫn phải hỏi tiền căn sản phụ khoa, đặc biệt là bệnh nhân nữ. Vậy trở lại câu hỏi của bé Ngọc Trai nè. Thì thứ tự suy của học môn của suy học môn của hội chứng Sheehan không theo thứ tự ha. Thật sự là không có cái gì trên đời này là theo đúng một cái guideline phác đồ hoặc là theo sách đâu cưng. Người ta là gợi ý cho mình như vậy, nhưng mà còn cái chuyện mà biểu hiện trên bệnh nhân thì mỗi người có thể mỗi khác. Chỉ là cái thứ tự đó để giúp người ta nhận thấy là nó một số đông bệnh nhân có thể theo cái thứ tự đó. Và hiển nhiên trên bệnh nhân Sheehan không có theo thứ tự này. Không có theo thứ tự này. Đầu tiên mà bệnh nhân này đã thiếu prolactin rồi, còn kia là go look for the adenoma please, thì chữ please là chữ prolactin là cuối cùng. Nhưng mà còn trên cái bệnh nhân Sheehan, đặc biệt Sheehan là bệnh nhân khi có thai, vùng não mà tăng tiết prolactin nó sẽ phát triển to hơn bình thường. To hơn bình thường đến chi khi mà bệnh nhân vừa sinh con ra thì những cái prolactin được tăng tiết từ cái vùng não đó nó sẽ làm cho bệnh nhân có sữa cho con bú. Cho nên là bệnh nhân này, ví dụ như chị tưởng tượng một tuyến yên là một cái nhà đông con,
đứa con này là prolactin, đứa con khác là GH, đứa con khác là LH, đứa con khác là FSH. Thì trong một cái đám này nè, thì khi mà tình trạng thiếu máu chính là tình trạng đói cơm, nhà thiếu ăn, thì đứa bé nào mập nhất, đứa bé đó sẽ đói nhất. Công nhận không? Thì khi mà bệnh nhân có thai thì cái thằng bé prolactin á, nó sẽ mập nhất, được nuôi dưỡng máu me đầy đủ để chi, để chuẩn bị khi mà bệnh nhân sinh con ra thì nó sẽ là đứa làm việc cực lực nhất. Nhưng mà sau đó chưa kịp gì hết là bắt nhịn đói rồi xong tèo luôn, hiểu chưa? Hiểu chưa mấy bé? Câu trắc nghiệm số 4 trong bài bệnh lý tuyến yên là câu nào vậy cưng? Câu đó là gì vậy? Cưng cưng type lên xem. Chị không biết câu đó là câu gì. Câu trắc nghiệm số 4. Câu đó sao cưng? Câu số 4 bài bệnh lý tuyến yên. Dạ để em đọc câu số 4 hả chị ha. À, đọc đi cưng. Dạ, một bệnh nhân 51 tuổi nhập viện vì buồn nôn và nôn ói. Vợ ông cho biết mấy ngày trước ông đau đầu dữ dội. Ông bị tăng huyết áp 3 năm nay, khám thấy huyết áp 85/45 mm thủy ngân. Bệnh nhân yếu ớt, không được tỉnh táo, vã mồ hôi và liệt dây thần kinh số 3, bán manh hai bên thái dương. Chẩn đoán nào sau đây có thể phù hợp nhất? Hội chứng Sheehan, u to của tuyến yên, macroadenoma, u sọ hầu vỡ và trì yên. Bệnh nhân này là một bệnh nhân nam hả? Dạ. Bệnh nhân nam nhập vì buồn nôn nôn ói hả? Dạ. Rồi ổng bị đau dữ dội, tăng huyết áp 3 năm. Dạ. Rồi gì nữa cơ? Dạ huyết áp khi khám thì thấy huyết áp là 85, là huyết áp tâm trương, 45 là huyết áp tâm thu. Bệnh nhân yếu ớt và không được tỉnh táo, có vã mồ hôi và liệt dây thần kinh số 3, bán manh hai bên thái dương. Rồi sao nữa? Rồi sách kêu là chẩn đoán nào sau đây có thể phù hợp nhất? Rồi câu A là gì?
Câu A là hội chứng Sheehan. Mà chắc là không phải hội chứng Sheehan đâu ha chị ha. Tại vì này bệnh nhân nam. Sheehan là phải có nữ liên quan đến thai kỳ, và bệnh nhân phải có băng huyết sau sinh, rồi liên quan đến không có sữa với con bú, không có kinh trở lại. Dẹp cái câu đó đi, sai rồi. Dạ. Còn câu B là u to của tuyến yên, macroadenoma. Rồi, còn có gì nữa? U sọ hầu vỡ với lại trụy yên. Ok, như vậy là trong cái này nè, mấy con thấy là một cái bệnh cảnh đột ngột. Một cái bệnh cảnh đột ngột là bệnh nhân mấy ngày trước là bệnh nhân đau đầu thôi. Rồi sau khi đau đầu xong bắt đầu nôn, ói. Và khám thì có những cái dấu thần kinh sọ bán manh. Bán manh hai bên thái dương, tức là mấy thương thấy nếu mình cái thị trường của bệnh nhân hình tròn thì mấy thương chia hình tròn ra theo đường dọc giữa, sẽ chia hai phần là bán manh thái dương và bán manh mũi. Bán manh mũi là nửa vòng tròn bên trong, bán manh thái dương là mất nửa vòng tròn bên ngoài. Và bệnh nhân này là bị bán manh thái dương hai bên, tức là bệnh nhân này bị mất hai cái nửa hình tròn bên ngoài hai bên, hiểu không? Tức là bệnh nhân chỉ còn thấy cái thị trường ở bên trong mũi hai bên thôi, còn bệnh nhân nhìn ở ngoài thì sẽ bị mất 1/2 thị trường thái dương hai bên. Như vậy mình trở lại là hội chứng Sheehan chắc chắn không phải u to của tuyến yên. U to của tuyến yên thường là nó sẽ lành tính, và cái u to của tuyến yên sẽ gây ra triệu chứng từ từ, không có cái gì gọi là đột ngột hết á nha. Không có gì gọi là đột ngột hay là mấy ngày hết, nó phải triệu chứng bằng tháng, bằng năm. Cho nên là tự nhiên đột ngột bệnh nhân bị triệu chứng, nó chắc chắn không phải một cái gì đó mà nó cấp tính. Cái này chắc chắn phải cấp tính. Như vậy còn hai cái nguyên nhân thôi, u sọ hầu với lại trụy yên. Thì nếu như bệnh nhân đột ngột đau đầu, nôn ói, bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp. Tiền căn tăng huyết áp chính là một trong những cái nguyên nhân thường gặp thúc đẩy vào bệnh nhân đột quỵ não. Thì như vậy cái đáp án đúng là trụy yên. U sọ hầu vỡ, u sọ hầu thường nó không có to đến mức nó gây vỡ được cưng. U sọ hầu đa phần nó sẽ là lành tính ha. Và nếu trong một số trường hợp rất ít ác tính mà gây ra u tuyến yên thì nó sẽ di căn, thường là di căn từ ca phổi hoặc di căn từ ca vú, và nó sẽ không gây vỡ. Nó không phải là một cái chỗ trên não mình không có nhiều chỗ thì nó to, cái u nó quá to nó gây vỡ đâu. Cho nên cái đáp ứng án ở đây là đáp ứng trụy yên. Trụy yên tức là một cái dạng đột quỵ não á, các cưng hiểu không? Trụy yên là một cái dạng đột quỵ não, nhưng mà do nó có những cái dấu, ví dụ như đột quỵ não thì thường nó không có gây ra bán manh thái dương. Nếu mà đột quỵ não bình thường thường không gây ra bán manh thái dương ha. Bệnh nhân bị liệt dây cần thần kinh số 3, bán manh thái dương thì cái đó là gợi ý là cái vùng não của tuyến yên. Tại mấy cưng, nếu mà mấy cưng mở cái slide của tuyến yên ra, mấy cưng nhớ là trên cái mặt cắt ngang của mình sẽ tuyến yên ở đây ha, rồi sau đó liên quan ngay trên tuyến yên là cái vùng giao thị. Hai bên tuyến yên là hai cái xoang hang, ở bên ngoài hai cái xoang hang là các dây thần kinh sọ 3, 4, 6 ha. Rồi trong cái xoang hang chạy đó là đoạn động mạch cảnh mà đoạn trong xoang hang, rồi sau đó ở phía dưới trước là xương bướm. Cho nên là nếu như bệnh nhân bị đột quỵ, bệnh nhân bị chèn ép gây ra bán manh thái dương đó, cái dấu thần kinh đó là điển hình của trụy yên, tức là đột quỵ yên. Vậy cái đáp án là cô trụy yên. Mấy cưng hiểu không? Ok, BT. BTH gây tăng tái hấp thu canxi ống thận, vậy sao cường cần giáp khuyên phát lại tăng cả canxi điệu và tăng cả canxi máu?
À là vậy nè bé ơi. Tức là PTH, cái tác dụng PTH nó sẽ làm tăng tăng canxi và giảm phosphor. Ha. Thì cưng thấy là PTH khi mà cường do một cái nguyên nhân gì á thì nó không còn được điều chỉnh bởi những cái nồng độ canxi hay gì hết nữa rồi. Ha. Nó sẽ cứ tăng mãi vậy thôi. Cho nên là khi mà PTH cường cái cận giáp á, nó tăng tiết PTH, tăng tiết PTH và nó sẽ không bị gọi là feedback ngược âm tính bởi những cái yếu tố mà chị đã ghi trong bài. Ví dụ như là bệnh nhân mà bị PTH thì có sự điều hòa PTH bình thường là nồng độ canxi ngoại bào đúng không? Và cái nồng độ vitamin D. Thì nếu như một cái người bình thường, PTH bình thường, không có cường tuyến cận giáp, thì khi mà tăng tiết ra PTH, PTH nồng độ canxi trong ngoại bào tăng lên. Tăng lên thì sao? Thì nó sẽ ức chế, nó feedback, nó giảm ngược lại cái PTH. Nhưng mà còn cái trong trường hợp cường cận giáp, ví dụ chị tưởng tượng là ví dụ có một cái U đi, cái U nó tăng tiết PTH liên tục và PTH này nó cứ nó rút canxi từ trong xương ra, nó tăng tới hấp thu canxi ở thận, nó tăng tới hấp thu canxi ở ống tiêu hóa và nó cứ tăng mãi vậy đến nỗi là nó vượt qua cái ngưỡng tái hấp thu của thận luôn. Cho nên là từ đó là giống như là nước tràn á. Và từ đó là thải luôn cả cái canxi niệu tăng lên. Còn nếu mà cưng nói là nếu như mà tăng canxi nó giảm canxi niệu á, cái đó là trong trường hợp bình thường là nó bị feedback. Cưng hiểu ý gì nói không? Còn nếu bây giờ là do có một nguyên nhân gì đó gây cường cận giáp, PTH tiết ra liên tục. Tiết ra liên tục thì canxi đâu ra? Canxi phải lấy từ xương, canxi phải tăng hấp thu từ ruột, canxi phải tăng hấp thu từ thận. Mà cứ càng hấp thu vậy canxi máu càng cao. Càng cao thì tới một ngày nào đó thì cái ngưỡng thận nó vượt qua ngưỡng thận, giống như là cái ngưỡng của trong bệnh nhân đái tháo đường thôi, vượt qua ngưỡng thận thì lúc đó là không cái trên cái ngưỡng đó là thải ra hết, không còn tái hấp thu nổi nữa. Ha. Cho nên lúc đó thì nó tăng cả hai cái luôn, cả máu cả niệu luôn.
Còn câu hỏi nào nữa không mấy bé? À, có một câu hỏi mới. Bệnh tăng canxi máu và giảm canxi niệu có tính gia đình à, ở chỗ PTH đột mức à, ok. Cái bệnh tăng canxi máu, giảm canxi niệu có tính gia đình đó mấy Hưng, là một cái dạng bệnh di truyền ha. Giống như trong bài chị ghi ấy, là nó tính trội, nhiễm sắc thể thường. Nhưng mà nó sẽ gọi là cái chữ mà CASR á, là cái chữ CA là canxi ha, cái chữ S là cái chữ sans serif, cái chữ R là receptor. Cho nên nếu mà dịch ra thì đó là thụ thể trị cảm với canxi. Như vậy cưng có thể hiểu nôm na là do nó đột biến cái thụ thể nhạy cảm với canxi này, cho nên nó sẽ làm nâng cái ngưỡng của canxi trong cơ thể. Giờ chị ví dụ vậy, ví dụ như mình đã trong cơ thể bình thường cái lượng canxi mình đặt là 2, là số 2 ha. Thì nếu mà canxi máu mà nó vượt trên 2 thì nó gọi là cao, mà thấp xuống 2 thì nó gọi là giảm. Như vậy khi mà nó thấp xuống 2 thì cái canxi trong nước tiểu nó tự động ali hấp, nó sẽ tăng tái hấp thu để nó đưa canxi từ trong nước tiểu trở về máu để nó vượt qua cái mức 2 đó. Như vậy trong cái bệnh mà tăng canxi máu giảm canxi niệu có tính gia đình nè, nó đột biến cái thụ thể nhạy cảm với canxi. Nó làm cho cái ngưỡng mà cái ngưỡng mà của canxi đối với hàng định nội môi trong cơ thể mình nó sẽ cao hơn, nó sẽ càng cao hơn nữa, thành ra canxi trong nước tiểu nó liên tục được tái hấp thu để nó đưa vào máu. Thay vì hồi xưa cái mức canxi máu bình thường thì nó sẽ tái hấp thu ít, còn bây giờ ở cái ngưỡng canxi bình thường nhưng mà nó vẫn tái hấp thu rất nhiều rất nhiều, thành ra nó lấy gần như hết tất cả canxi ở trong nước tiểu, nó đưa vào máu làm cho nó tăng cái canxi trong máu ra. Và khi mà tăng canxi máu thì sao? Nó sẽ feedback ngược lại tuyến cận giáp. Feedback ngược lại tuyến cận giáp nó sẽ làm giảm cái nồng độ PTH. Cho nên cái bệnh này từ đầu là không phải của tuyến cận giáp. Cái bệnh này từ đầu là nó đột biến cái thụ thể nhạy cảm với canxi. Nó làm nâng cái ngưỡng canxi đối với hàng định nội môi lên. Và khi mà tăng cái ngưỡng đó lên thì cơ thể mình cứ thấy thiếu canxi hoài, thành ra nó sẽ tăng tái hấp thu canxi từ trong nước tiểu, đưa canxi từ trong nước tiểu đưa vào máu làm tăng nồng độ canxi máu lên. Cứ liên tục tái hấp thu, tăng cái ngưỡng tái hấp thu lên thì làm giảm canxi trong nước tiểu, làm tăng canxi trong máu. Và khi tăng canxi trong máu rồi nó lại feedback ngược lên tuyến cận giáp, nó làm ức chế, nó làm giảm PTH. Ha. Cho nên cái trường hợp này nó thật sự nó cũng hay nhưng mà nó cũng khá phức tạp để hiểu. Cứ hiểu không?
rồi hết phòng. Alo, mấy Khương còn hỏi gì nữa không? Còn hỏi gì nữa không? Ok, nếu như mà mấy Khương không còn hỏi câu hỏi gì nữa thì mình kết thúc ở đây nha. Tuy nhiên mấy Khương nếu vẫn còn câu hỏi hoặc là bây giờ chưa nghĩ ra, về đọc bài lại tự nhiên sau này đó này nghĩ ra thì mấy Khương cứ type câu hỏi vào đây ha. Mấy Khương type câu hỏi vào đây, khi nào chị có thời gian thì chị sẽ trả lời của mấy Khương trên đây luôn, được không? Dạ được ạ. Ok, vậy mình kết thúc ở đây nha mấy Cưng. Mấy Cưng có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn ghi vô đây nha. Đó, thì đầu tiên câu hỏi mấy Cưng suy nghĩ ra thì mấy Cưng tự tìm trên mạng trước, mấy Cưng tự tìm tòi đọc sách suy nghĩ trước. Nếu mà lý giải được rồi thì thôi, còn nếu mà
đã tìm tòi rồi, đọc sách rồi mà vẫn không hiểu thì cứ mạnh dạn type lên đây. Chị có thời gian, khi mà chị đi trực, chị có thời gian chị sẽ trả lời cho mấy cưng nha. Được chưa? Rồi vậy mình kết thúc ở đây nha mấy cưng. Dạ dạ dạ. Chị bye bye mấy cưng nha.